người ta thấy hàm, quanh năm lo cài không ngơi một ngày. Giờ con ấm mềm lo cho gia đình đầy đủ yên vui. Chồng tôi suốt ngày mở mắt ra xiên xài, ăn với chơi từ sáng cho tới trưa, bơi tha khắp nơi. Giờ nói bao nhiêu lần cũng có ăn thua gì. Xiên xài cả ngày còn thêm cờ bạc gái ngu, giờ con thấy bỏ bề. Lúc cưới nhau về thì nói anh sẽ lo hạnh phúc như bao người, em thấy vui làm sao. Anh còn nói rằng anh sẽ cố lo làm ăn phụ giúp cho gia đình, giờ anh cả ngày chỉ biết lo xin sai thì lấy đâu ra tiền. Anh nói lo gia đình, đời em chẳng may gia vô ông chồng mời chơi hơn làm. Nhiều đêm tối thần còn đau còn bền, tiền kiếm đâu ra. Không lấy anh hôm nay có đâu, chịu khổ đau thế này anh nhẫn tâm sao đành. Tâm